Bây giờ là trận đấu thứ 5 của trận đấu trường thứ 4 kỳ 139 giữa Nguyễn Nhật Minh và Trình Cốc. Thủ tỷ số bây giờ tạm toàn cục tạm thời là 3-1 nghiêng về cho Trình. Xét 5 Trình giao bóng không đều. Thấy chưa? Đồ mà
Trận đấu đã kết thúc với lại thắng tỷ số là 4-1 nghiêng về cho Trình Tóc.